Chào các bạn. Bây giờ chúng mình hát bài Việt Nam từ tấm lòng mình. Bài gọi là Trăng tàn trên hè phố. Lời bài Trăng tàn Việt Nam rất là hài, rất dễ thương. Tôi lại gặp anh, người trai nơi trên tuyến, xuân trên vai bước điêu qua hè phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi hoa nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từng ngày anh dãi mà đường, nhớ gì từng ngày anh vui lên đường. Đôi gầy về nhà anh hoa phương thắng, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương, hay nhạc buồn đêm dương. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay xanh quá, anh chẳng như hết cuối sao bạn lá. Tôi lại gặp anh, tuổi khuya vui buồn nhỏ, kể nhau nghe thuyền cũ bao ngày qua. Lối ghề về nhà anh qua vẫn nở, kỷ niệm từng ngày ngày xưa chưa xóa mờ. Anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, và anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bóng mình đêm nay. Anh sống đời trai rồi núi đồi, tôi viết bài ca xây đôi mời và thuê quê hương thay sung anh dinh dưỡng. Tôi hát vang dưới đời đèn vui vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng, anh chẳng khuya sáng tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, qua cho thôi anh nhớ chém bài thơ. Nắng đẹp của bên mình anh hãy chờ, nỗi buồn vì biệt ly sẽ xóa mờ. Sông thơ từ dòng sông vẫn có đó, đông lưu luyến gì đây. Thôi bóng mình chia tay, thôi bóng mình chia tay. Nếu bạn không cảm thấy bài này từ tấm lòng thì hát bài không thể được. Tiếng Việt là ngôn ngữ mà mình cảm thấy bằng cảm xúc. Nếu người không có cảm xúc thì người sẽ nói như người ba. Nói như vậy không được, không được đâu. Anh sống đời trai rồi nuôi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới, bờ tre quê hương thay sung anh dinh dữ. Tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng, anh chẳng khuya sáng tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ chiếc bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hãy chờ, nỗi buồn vui biệt ly sẽ qua mờ. Sông thơ đường dòng sâu vẫn còn đó, đường lưu luyến gì đây. Thôi bóng mình chia tay, thôi bóng mình chia tay. Đường lưu luyến gì đây,
thôi bông mình chia tay, thôi bông mình chia tay. Điều lưu luyến gì đây, thôi bông mình chia tay, thôi bông mình chia tay. Cảm ơn cả về mình nghe mình một chút. À, mình rất là thích hợp bài Việt Nam tại vì điều đó giúp mình cảm thấy và những bản qua Việt Nam không thể viết được, không thể đọc được chuẩn xác. Tại vì chúng ta sẽ dùng cách học tự nhiên bằng liền tâm hồn với tự nhiên dùng nước. Nước lóng nương giàu. Chào.